Chào mừng anh em đã trở lại với kênh Dụng Cụ Hình Gia. Thì hôm nay em sẽ lên cho anh em một số cái sản phẩm của Hukan ha. Thì chủ yếu là các cái sản phẩm máy mài. Thì trong cái video này thì cũng sẽ có những cái chương trình quà tặng cho anh em. Đó, thì nên là anh em nào thấy những cái quà tặng này nó phù hợp thì anh em cũng có thể là đặt mua ha. Đó, thì quà tặng cho anh em đó là khi anh em mua những cái máy mài của Hukan ha. Của Hukan thì em sẽ được cái quà tặng như sau. Một là anh em sẽ lấy là 10 cái đĩa cắt như thế này. Đó, 10 cái đĩa cắt sắt ha. Đĩa cắt sắt, đá cắt sắt. Rồi, hoặc là anh em có thể lấy một cái đĩa cắt đa năng, hoặc là anh em có thể lấy một cái đĩa cắt gạch cắt tường ha. Đá cắt cắt gạch, cắt đá cắt tường. Đó, hoặc là anh em có thể lấy cái đĩa cắt bê tông. Thì anh em lưu ý đĩa cắt bê tông này thì cái đường kính của nó tới 1 tấc mốt nha, nên là nó hơi to một chút xíu. Rồi, đó thì đây là những cái quà tặng dành cho những cái sản phẩm máy mài của Hukan nha anh em. Và đồng thời các sản phẩm máy mài của Hukan trong hôm nay thì em cũng sẽ hỗ trợ bao ship cho anh em luôn khi anh em đặt mua ha. Rồi thì em sẽ đi chi tiết cho anh em để anh em có thể dễ theo dõi nha. Rồi đầu tiên đó là con máy mài, đây là con máy mài dùng điện ha. Máy mài dùng điện, mã của nó là HKAG1088M. đó, con này thì là đường kính đĩa của nó 1 tấc và công tắc của nó là công tắc đuôi nha anh em. Đặc biệt là con này nó có được điều chỉnh được tốc độ ha. Con này thì nó còn nguyên ở trong hộp nên là em cũng không có khui ra luôn. Đó, công suất của nó là 950W, công tắc nó dài. Anh em có thể nhìn hình ảnh của cái máy này. Ở phía sau này nó có tổng cộng là 6 cái cấp số ha, công tắc bóp ở dưới đây. Đó, nói chung là con này thì anh em làm công trình đổ thì cũng rất là ok ha. 950W, có điều chỉnh tốc độ, giá của nó chỉ có 460 ngàn nha. Đồng thời là tặng kèm cho anh em là anh em có thể lựa chọn những cái quà tặng giống như em có giới thiệu ở đầu video, đó là 10 cái đĩa cắt sắt như thế này. Đó, 10 cái đá cắt sắt như thế này, hoặc là một cái đĩa cắt đa năng, hoặc là một cái đĩa cắt gạch ha, tùy vào nhu cầu anh em thích lấy cái nào thì anh em có thể lấy. Đó, anh em thấy cái nào phù hợp cho nhu cầu của mình thì anh em lấy ha. Rồi, tiếp tục đó là một con máy mài điện ha. Đây, những cái dòng màu xám này là dòng Gen 2. Dòng Gen 2 thì anh em sẽ thấy là nó sẽ được bảo hành cho anh em lên tới 12 tháng nha. Đó, ở đây nó sẽ có hai dòng bảo hành cho anh em 12 tháng, đó là cái dòng AG50950 Pro và cái dòng AG51100 Pro. Thì cái mã của Hukan nó hơi dài xíu anh em nên đọc hơi khó ha. Đây là cũng là những con máy mài điện nhưng mà nó màu xám ha. Thì em sẽ mở ra cho anh em coi chi tiết từng con máy. Cái con 1088 hồi nãy thì con đó là bán cực kỳ nhiều luôn anh em, tại vì nó thuộc phân khúc giá nó rẻ ha. Rồi, đây là cái con 1001 ha. Con này thì bữa giờ anh em mua quá trời nhiều luôn. Giá của nó là 770 ngàn nha anh em. 770 ngàn ha. Đó, ở trên này nó sẽ có thể hiện công suất là 1100 Pro ha. Đây đường kính của nó là 1 tấc và màu xám của nó rất là đẹp. Ở dưới này thì nó sẽ có hai cái miếng bằng inox để nó cản bụi ha. Tức là chỗ này nó sẽ lấy gió vào và nó sẽ thổi gió ra ở đây để làm mát cái máy. Nói chung là tay cầm nhỏ gọn. Ok ha. Rồi. Con AG1001 này thì nó có điều chỉnh được tốc độ luôn nha anh em. Ở phía sau lưng này nó sẽ có cái vòng để anh em xoay nè. Rồi 770 ngàn ha. Con máy này thì rất là đỉnh ha. Nói chung là những cái phần dòng nó cũng tiệm cận so với những cái dòng cao cấp, ví dụ như của Bosch luôn rồi ha. Tại vì cái giá nó cũng khá là cũng không phải là rẻ. 770 ngàn nó cũng gọi là nó cũng không phải rẻ lắm nha anh em ha. Nên là anh em có thể, nếu mà anh em nào muốn một cái con máy mà gọi là khỏe và xịn sò này kia mọi thứ thì anh em có thể tham khảo con này. Rồi, 1100W, có điều chỉnh tốc độ, có chức năng chống khởi động lại luôn, bảo hành cho anh em lên tới 12 tháng, màu xám hot trend luôn ha. Quà tặng thì anh em cũng có thể lấy là 10 cái đĩa như thế này, hoặc là một cái đĩa này, hoặc là một cái đĩa cắt gạch ha, vẫn bao ship cho anh em trên toàn quốc luôn đó. Ok, tiếp theo đó là một cái con máy công suất nhỏ hơn, đó là cái con này công suất nó là 950W. Thì cái dòng này cũng là dòng Gen 2 và bảo hành cho anh em cũng là 12 tháng luôn. Dòng này thì nó có cái thông số gọi là cái low noise, tức là cái độ ồn nó thấp ha, tức là máy nó sẽ chạy nó êm nha anh em. Rồi, con 950W này á thì nó vẫn có điều chỉnh tốc độ luôn nha anh em, tức là nó cũng sẽ gần giống với con 1100W kia. Đó, nhưng mà cái công suất nó sẽ nhỏ hơn. Chỉ có 950W thôi. Tay cầm nhỏ gọn này. Nói chung là thiết kế nó là không có chê vào đâu được anh em. Cầm rất là đã ha. Nhưng mà có một cái là cái con này nó sẽ không có cái miếng nhôm bảo vệ ở đây ha. Tới cái con 1001 thì nó có cái miếng inox chứ. Miếng inox chỗ này nó trắng bụi nhìn rất là đẹp ha. Còn cái này thì nó chỉ thiết kế bằng nhựa thôi. Nó vẫn có tổng cộng là 6 cái cấp tốc độ ha để điều chỉnh.
Nói chung là thiết kế này kia mọi thứ thì nhìn nó rất là bắt mắt và nó đẹp. Cũng là đường kính điểm một tấc luôn nha anh em. 670.000 ha. Con này nó rẻ hơn con kia 100.000. 670.000, đồng thời cũng sẽ tặng cho anh em thêm là 10 cái đĩa cắt. 10 cái đá cắt sắt ha. 10 cái đá cắt sắt như thế này, quá trời nhiều luôn, về anh em xài tha hồ luôn nha. Rồi, một cái phiên bản thấp hơn một chút xíu. Đó là cái con này là con công suất 900W ha. Cũng là màu xám luôn nha anh em. Con 900W con màu xám. Nhưng mà con này thì phiên bản công tắc đuôi. Đó, công tắc đuôi. Và cái con này thì nó không có điều chỉnh tốc độ. Đó, công tắc đuôi không có điều chỉnh tốc độ, màu xám. Rất là đẹp ha. Nói chung là màu xám hiện tại là gần như là màu hot trend hiện tại nè. Thấy bên Hukan và Deston thì bên nào cũng đang làm ra những cái sản phẩm màu xám như thế này. Nhìn rất là bắt mắt ha. Rồi, công suất 900W. Con này thì nó không có điều chỉnh được tốc độ ha. Giá của nó chỉ có 530.000 ha. Con này thì giá của nó là 530.000, 900W, công tắc đuôi và vẫn là bảo hành cho anh em. Con này thì bảo hành cho anh em là 6 tháng thôi. Đồng thời vẫn tặng kèm cho anh em đó là 10 cái đĩa cắt sắt, 10 cái đá cắt sắt như thế này. Đó, còn anh em nào mà thấy không có thích cắt bằng đá cắt đó, thì anh em có thể lấy một cái đĩa cắt đa năng như thế này. Cái đĩa này thì có thể cắt gỗ và cắt sắt ha. Rồi, tiếp tục là một cái con máy nhỏ hơn, máy mài nhỏ hơn. Con này thì công suất của nó chỉ có 800W thôi. Cũng là dòng màu xám luôn anh em. Nhưng mà con này vẫn là công tắc đuôi luôn ha. Nói chung là con này với con hồi nãy thì nó gần gần giống nhau. Chỉ có điều công suất nó nhỏ hơn chút xíu thôi. Thì giá nó cũng rẻ hơn, 450.000. Đó, đường kính đĩa là một cốt nó cốt có M10 ha. Đường kính đĩa cũng là một tắc luôn. Đi kèm theo thì nó có đầy đủ hết những cái phụ kiện cơ bản nha anh em. Như là vành trắng, tay cầm ha, đồ mở đĩa. Rồi, 450.000 bao ship cho anh em. Cũng là tặng cho anh em thêm 10 cái đĩa cắt luôn. Trời ơi, giá này là gọi là giá hủy diệt luôn nha anh em. Đó, bình thường là bao ship đã thấy là ghê gớm rồi ha. Hôm nay còn tặng cho anh em 10 cái đĩa này nữa. 10 cái đĩa này anh em mua bên ngoài giá của nó đâu đó cũng phải 60-70 ngàn nha anh em. Không có rẻ đâu ha. Hoặc là anh em lấy cái đĩa đa năng này thì giá của nó cũng đâu đó cũng khoảng gần 100 ngàn. Đó. Nên là anh em mua được, vừa được giảm giá nè, vừa được miễn phí ship nữa mà chỉ có 400-70 ngàn thôi. Rồi, qua dòng máy mài pin ha. Máy mài pin thì cái mã nhỏ nhất của nó là AG6004BL. Đó, con này là giá của nó là 520.000. Đây, mở ra cho anh em coi. 520.000 thôi. Con này thì tốc độ của nó chỉ có 6400 vòng trên phút thôi ha. Vẫn có 3 cấp tốc độ ha. Tăng tắc bớt, 3 cấp tốc độ, 6400 vòng trên phút, tốc độ tối đa ha. Anh em có thể điều chỉnh được tốc độ ở đây. Đó. Ok nha. Rồi, con này motor vẫn là motor rootless nha, motor không chỗ than. Rồi, cái thân máy của nó giá chỉ có 520.000 thôi. Bảo hành cho anh em 6 tháng. Rồi, chưa hết ha, miễn phí ship nè, miễn phí ship. Đồng thời tặng kèm cho anh em thêm 10 cái đĩa luôn, 10 cái đĩa cắt, 10 cái đá cắt hoặc là một cái đĩa cắt đa năng và hoặc là một cái đĩa cắt gạch như thế này. Đó, anh em nào có nhu cầu lấy cái gì á, thì anh em có thể lấy ha. Hoặc là anh em muốn mua thêm thì em cũng sẽ bán thêm với giá rất là rẻ cho anh em ha. Đó, anh em nào muốn mua thêm thì em vẫn gửi thêm cho anh em cho nó đầy đủ bộ. Anh em nghĩ cái máy này chỉ có 520.000 à. Đó, những anh em nào mà ví dụ đang có pin sạc ở nhà rồi thì em nghĩ là nên mua thêm cái bộ này về xài. Đừng có chế cháo, em thấy có rất là nhiều anh em chế cháo từ một cái máy, ví dụ từ cái máy khoan chế qua cái máy mài, máy cắt thì nó sử dụng rất là nguy hiểm anh em, tại vì cái thế cầm của máy khoan và cái thế cầm của máy mài nó hoàn toàn khác nhau và cái công dụng nó cũng khác nhau hoàn toàn luôn. Đó, bây giờ thì giá máy nó đã rất là rẻ rồi thì anh em không có cần phải mua thêm những cái đồ chế cháo giống vậy. Ví dụ như anh em mua cái đầu chuyển từ khoan qua mài đi thì đâu đó nó cũng thêm mất hết cả 100 ngàn rồi. Đó, trong khi đó là anh em mua cái này giá của nó chỉ có, nói chung là nếu mà anh em nào tiết kiệm á, thì có thể mua cái này. Đó, giá chỉ có 520.000, đồng thời là có tặng kèm quà tặng cho anh em quá trời luôn ha, miễn phí ship nữa. Đó, tính ra anh em mua cái máy này đâu có tốn bao nhiêu tiền đâu mà đi chế cháo làm chi, vừa xài nó vừa nguy hiểm mà nó lại không có được hiệu quả cao nữa. Mình mua cái máy này về mình xài rất là hiệu quả nha anh em. Rồi, 520.000 bảo hành cho anh em 6 tháng luôn. Rồi, một cái phiên bản cao hơn của con 6400 đó là con 6900 ha. Đó, dòng 6900 này dòng con này là con 7002. 7002, 7002 thì cũng bảo hành cho anh em là 6 tháng. Dòng này thì nó màu xám. Cắm điện vào chạy thử cho anh em coi. Đối với con 7002 thì nó có tổng cộng tới 5 số lận anh em. Có tổng cộng tới 5 số lận nên là anh em mà tha hồ có thể điều chỉnh luôn. Tùy tích nhu cầu mình xài với biên độ nhiều hay ít mà mình có thể mình chỉnh được cái tốc độ nó phù hợp nhất với cái nhu cầu công việc nha.
đó. Và tốc độ tối đa của nó là 7200 vòng trên phút đó. Và thiết kế của nó theo kiểu cũng khá là cao cấp nè. Ở bên này thì nó sẽ có cái những cái lọc mà lọc lưới ha, lưới lọc này để lọc bụi, không có cho bụi đi vào máy đó, thì giúp tăng tuổi thọ của máy ha. Tốc của nó cũng khá là cao ha. Thì đa số những cái máy mà mài pin nữa thì đường kính đĩa của nó đều là một tấc hết nha anh em, tại vì cái máy mài á bản thân nó đã ngốn pin rất là nhiều rồi, nếu mà làm theo cái đường kính lớn á thì nó sẽ càng tốn pin nhiều hơn. Nên là anh em thấy đa số trên thị trường những cái máy mài mà một tấc á, mà hoặc là máy mài sử dụng một pin á, họ đều là sử dụng đường kính đĩa là một tấc hết. Còn ví dụ như một số hãng lớn như là Bosch, Makita, những cái máy mài mà sử dụng tới hai pin á thì họ mới có đường kính đĩa một tấc 25 nha. Rồi giá con này chỉ có 690.000 ha, vẫn tặng kèm quà tặng cho anh em đó là 10 cái đĩa nè. 10 cái đĩa này hoặc là một cái đĩa đa năng hoặc là một cái đĩa cắt gạch, anh em có thể tùy chọn, và vẫn bao phí ship cho anh em trên toàn quốc luôn. Anh em mua về là anh em mua sử dụng thôi, không có cần phải đắn đo suy nghĩ, không có cần phải gì hết. Nói chung là phù rất là phù hợp cho anh em sử dụng gia đình nha. 7200 ha. Con này thì nó thuộc dạng nó hơi khỏe khỏe một chút xíu rồi. Rồi một cái phiên bản khác đó là cái con 6900 ha. Con 6900. Rồi đây là con 6900, con 6900 thì nó cũng có 3 tốc chỉnh nha anh em. 1 2 3 tương ứng ha. Rồi nhưng mà đối với con 6900 này thì nó có cái chức năng đó là kiểu là chống đá ngược á. Nên là khi mà anh em sử dụng thì nó cũng sẽ an toàn hơn. Thì cái giá của con 6900 này nó sẽ cũng gần tương đương với con 7200 luôn. Con 6900 thì giá của nó là 600 con 6900 thì giá của nó là 670.000 ha. Còn con 7200 thì giá của nó là 690.000, cách nhau trên nhau có 20.000 à. Nói chung là tùy vào nhu cầu thôi. Đó, anh em nào thích mà thích con máy mà công tắc bên hông này, thích điều chỉnh tốc như thế này và nó có chức năng mà chống bể đĩa nào này kia mọi thứ đó, thì anh em có thể xài con 6900 ha. Chức năng kickback này, retard rotation này, rơi máy tự ngắt này. Nói chung là con này thì nó sẽ tích hợp nhiều công nghệ hơn so với con 7200. Đó, giá nó thì nó rẻ hơn một chút xíu. Nhưng mà bù lại thì cái độ mạnh của nó thì nó sẽ không bằng nha. Độ mạnh của con này, tốc của nó tối đa chỉ có 6900 vòng trên phút thôi. Rồi, 690.000 vẫn tặng kèm cho anh em cái đó 670.000 vẫn tặng kèm cho anh em 10 cái đĩa cắt như thế này. Đó. Quà tặng rất đã luôn. Rồi, tiếp tục là đó là những cái con máy mài của Hukan ha. À nó còn có một cái mã nữa này anh em. Nhưng mà con này thì anh em có thể tham khảo để mua ha. Đây con này là con mã nó là AG8003. Đó con này thì lúc trước cũng bên hãng bán cũng khá là nhiều. Mẫu này thì cũng là thuộc dạng là cũng khá là lâu của Hukan rồi, chứ không phải là mẫu mới ha. Đó, đựng trong cái hộp máy nó đựng trong một cái hộp bằng nhựa như thế này nha. Đó, nói chung là phiên bản này là phiên bản cao cấp ha. Cái con này thì cầm rất là đã tay, nói chung là nó to khỏe, nhìn nó ngầu lắm anh em. Đó, motor rất nét luôn nha. Rồi con máy này thì giá của nó là 1.200.000 nha anh em. 1.200.000, nhưng mà hiện tại thì bên em có thêm cái chương trình đó là khi anh em mua cái con máy này á thì em sẽ tặng cho anh em một cái con máy bơm xe mini. Đây. Đó, bơm xe mini trị giá là 600.000 ha. Đó, trị giá 650.000 luôn. Đó, ví dụ như anh em nào mà không thích lấy con bơm xe thì em sẽ trừ ra. Cái này thì em số lấy số lượng nó không có nhiều. Đó, bên hãng nó còn ít nên là mỗi đại lý chỉ lấy được số lượng ít thôi anh em. Nên là anh em nào có nhu cầu thì anh em có thể mua ha. Rồi, giá của nó là 1.200.000 ha. Em sẽ bao ship cho anh em luôn. 1.200.000 bao ship cho anh em ha. Bao gồm hai cái món như thế này. Đó, một cái bơm và một cái con máy mài này. Đó, anh em nào mà không có nhu cầu lấy máy mài á thì anh em cũng có thể là inbox giùm em. Không có nhu cầu lấy máy bơm chứ. Không có nhu cầu lấy máy bơm thì em cũng sẽ trừ tiền ra cho anh em ha. Em sẽ trừ đâu đó cũng được khoảng tầm 300.000. Đó, nên là cái con máy này đâu đó nó về khoảng tầm 900.000. Nói chung là ngon lành. Rồi, có hộp đựng bằng nhựa luôn nha anh em. Với lại con này thì anh em đi chiến công trình thì tha hồ ha. Đó, tóc của nó tới 8.300. Và motor rất led, có màn hình led hiển thị rất là đã ha. Nói chung là đây là những cái dòng mà gần như là trên thị trường rất ít dòng mà có màn hình led hiển thị giống như vậy nha anh em. Đây là một cái công nghệ nó cực kỳ hay ha.
Rồi tiếp tục lên cho anh em, đó là một cái con máy, đây là con máy A100 Pro Max này. Con này thì hôm qua em chưa có quay lên cho anh em, con này thì bữa giờ anh em mua rất là nhiều ha. Rồi riêng đối với con máy mài A100 Pro Max của Detton nha, riêng với con Pro Max của Detton thì giá của nó là 1.250.000. Đây, 1.250.000. Cái con này thì quá xịn sò đấy ha. Tốc của nó rất là cao và nó có tích hợp rất là nhiều công nghệ ha. Thẳng cái dừng ngay nè. Đó, rất là nhiều công nghệ, tổng cộng là 6 cấp số, 1, 2, 3, 4, 5, 6 luôn. Thiết kế rất là đẹp, chắc chắn ha. Rồi, con này thì giá của nó là 1.250.000. Và nhưng mà em có thêm cái chương trình, đó là khi anh em mua cái con này với giá 1.250.000 á, thì em sẽ có cái quà tặng cho anh em. Đó là anh em có thể lấy là 10 cái đĩa, 10 cái đá cắt như thế này ha. Hoặc là anh em có thể lấy tức là anh em sẽ được chọn nha. Ở trong đây là 3 món ha. 3 món là bao gồm một cái đĩa cắt gạch nè, một cái đĩa cắt đa năng nè, cắt gỗ sắt ha, một cái 10 cái đĩa cắt sắt nè. Anh em sẽ được chọn là 2/3 cái món này. Đó, ví dụ như anh em nào mà thích nói chung là chắc chắn là anh em sẽ lựa chọn cái đĩa này rồi, tại vì đĩa này để cắt gạch đá ha. Còn hai đĩa này thì anh em có thể sử dụng để cắt sắt. Cắt sắt, còn ví dụ anh em nào mà có thể cắt thêm gỗ thì anh em có thể sử dụng cái đĩa hợp kim này. Bữa giờ đa số anh em sẽ chọn hai cái đĩa này. Đó, 1.250.000 tặng hai cái đĩa này ha. Hai cái đĩa này thì giá trị đâu đó nó cũng khoảng gần 200.000 rồi. Bao ship cho anh em trên toàn quốc luôn. Có hai màu, màu xám và màu xanh, anh em có thể lựa chọn thoải mái nha. Rồi, những cái vừa rồi em giới thiệu là chỉ có thân máy thôi nha anh em, chưa bao gồm pin sạc nha. Anh em nào mà muốn lấy thêm pin sạc á thì anh em có thể inbox giùm em thì em sẽ cộng lại ha. Em sẽ báo riêng nha. Rồi, sẵn tiện lên lại cho anh em mấy con Hukan bữa giờ bán cũng khá là nhiều nè. Đó, đây là cái con khoan cái này là con bít trượt ha. Bít trượt đây, bít trượt rồi đây là con bít trượt 55 niêu của Hukan nha anh em. Đó. Mã của nó là, nói chung là không biết mã gì luôn, mã nó dài quá. Nói chung anh em cứ đọc là VT555 ha, hoặc là gọi con bít trượt 55 niêu thì là em biết nha. Đó, con bít trượt này thì bữa giờ bán rất là nhiều luôn ha. Giá của nó chỉ có 400.000 là cái thân máy ha. Anh em nào mà lấy thêm một pin xám và một cục sạc nữa thì giá của nó là thêm 450 nữa, tổng cộng là 850.000 nha. Đó, lấy thân không là 400.000, bao ship cho anh em, đồng thời tặng kèm cho anh em đó là hai cái mũi vít ngắn ha, hai cái mũi vít Milwaukee ngắn 5 cm ha, 5 cm và 9 cm, hoặc là một cái mũi vít dài như thế này. Đó, mũi vít này là 15 cm, hoặc là hai mũi vít ngắn, hoặc là anh em có thể lấy hai cái mũi khoan cũng được ha. Không, một mũi khoan chứ, anh em có thể lấy một mũi khoan đa năng. Đó, mũi này mũi đa năng nha, khoan rất là đã nha anh em. Bữa nay em làm clip test cho anh em coi. Rồi thì quà tặng vẫn là hai cái mũi vít ngắn, một cái mũi vít dài, hoặc là một cái mũi khoan ha, một cái mũi khoan đa năng. Đó, giá chỉ có 400.000, bao ship cho anh em trên toàn quốc luôn. Con này thì là lực của nó là 55 niu motor rootless nha anh em. Nói chung là không phải là hàng xịn sò lắm, nhưng mà nói chung là cầm cũng cảm giác là chắc tay. Và nói chung là xứng đáng với cái số tiền anh em bỏ ra ha. Chỉ có 400.000 thôi, bao ship cho anh em mà còn được tặng thêm quà nữa. Cái này giá này là coi như là cực kỳ ngon rồi anh em. Cái giá này thì anh em đi mua mấy hàng nhái, hàng trôi nổi cũng chưa có giá này nữa ha. Nhưng mà Hukan là một cái thương hiệu, nói chung là họ cũng còn đang tập trung phát triển rất nhiều, và về các cái chế độ hậu mãi của họ cũng đang rất là tốt ha, bảo hành cho anh em 6 tháng đầy đủ. Đó, trong trường hợp bị lỗi kỹ thuật ABC gì đó thì họ cũng sẽ xử lý cho mình. Rồi, chỉ có 400.000 con vít trượt, tặng kèm cho anh em thêm hai cái mũi vít, hoặc một mũi, hai mũi ngắn, một mũi dài, bao ship cho anh em trên toàn quốc. Rồi, một cái con máy khác nữa, đó là cái con khoan ha. Con khoan này khoan 3 chức năng 10 ly. Đó, con này giá của nó chỉ có 450.000, vẫn tặng cho anh em đó là một hai cái mũi vít ngắn, hoặc là một cái mũi vít dài ha, hoặc là anh em có thể lấy một cái mũi khoan. Đó, con này thì anh em có thể lấy mũi khoan đa năng 6 ly 8 ly gì đó cũng được luôn. Đó, 6 ly 8 ly em đều tặng cho anh em được, và bao ship cho anh em trên toàn quốc luôn. Anh em nào muốn lấy thêm pin sạc á thì pin này là pin 3A xám nha, gắn vào rất là tệp bộ ha. Đó, một cái bộ pin với sạc nữa là thêm 450 nữa, tổng là 900.000 nha anh em, bao ship cho anh em. Đó, một bộ anh em lấy thân máy á, thì giá nó là 450.000, tặng kèm cho anh em đó là hai cái mũi vít ngắn. Rồi còn anh em lấy thêm pin sạc nữa thì tổng nó là 900.000, nguyên cả bộ một máy một pin một sạc. Tặng cho anh em thêm một cái bộ mũi hai cái mũi vít của Milwaukee luôn, và bao ship cho anh em trên toàn quốc luôn nha anh em. Đó, giá rất là hời ha. Rồi thì tiếp tục là
bên Deadtong thì họ mới vừa về thêm cái con không bê tông này nè. Nó hôm nay định không lên nhưng mà sẵn quay video thì lên cho anh em coi luôn. Đó con không bê tông. Đợt này tự nhiên về bên Deadtong thì cái giá của con không bê tông này cực kỳ hấp dẫn luôn anh em, cực kỳ ngon luôn nha. Đó, giá con khoan bê tông này chỉ có 1.550.000 thôi. Nó có hai màu, đó màu xám với lại màu xám và màu xanh. Nhưng mà có một cái điểm, nói chung là gọi là cái điểm trừ đi, thì đợt này thì nó đựng trong cái một cái hộp giấy thì cảm giác nó không có đã bằng so với những cái đợt trước nha. Cái hộp này thì nó kiểu nó hơi ọp ẹp một xíu, nó không có lót mút hay này kia gì hết, nên là nhìn nó kiểu hơi ọp ẹp nha. Cái đó là cái điểm trừ thôi. Còn lại là về mọi thứ thì khá là ok, đặc biệt là về cái mức giá ha. Rồi anh em thấy không, cắn vào cái này là nó bị cắn luôn à. Đó. Rồi cái mẫu này thì em thấy nó rất là giống so với cái mẫu D21, khá là giống so với mẫu D21 mà con MK03CN, quá trời giống luôn, từ cái thiết kế này kia mọi thứ ha. Chỉ có cái điều là cái màu là màu xám thì rất là đẹp ha. Nó có hai màu nha, màu xám và màu xanh. Rồi giá thân máy của con này đó là 1.550.000. Đó, có tặng kèm cho anh em một cái cây đèn như thế này. Đó, đèn này đèn 360LM ha, 1.550.000 bao ship cho anh em luôn. Bao ship cho anh em, đồng thời á là có tặng kèm thêm cho anh em cây đèn 360LM. Anh em nào không lấy đèn thì em sẽ trừ ra cho anh em nha. Không lấy đèn thì em sẽ trừ ra luôn. Đó. Có tặng kèm cho anh em ba cái mũi khoan. Đó, ba mũi khoan 680. Đó, ở trong này nó có thêm một cây thước đo độ sâu và một cái đồ chặt bụi ha. Rồi, anh em nào có nhu cầu mua thì anh em có thể liên hệ nha. Cái mẫu này thì nó mới vừa về hôm nay thôi, mới vừa về tới kho thôi. Giá 1.550.000 tặng kèm cây đèn ha, rất là hợp lý luôn. Anh em nào không có đèn, không lấy đèn thì trừ ra thôi. Đó, không lấy đèn thì em trừ ra được một ít gì đó. Nói chung là giá nó trừ ra đâu đó khoảng tầm 250 hay 300.000 gì đó. Nói chung là anh em cũng sẽ về một cái giá rất là hời, nói chung là rẻ ha. Về thông số của máy thì con này động cơ rootless, lực bú của nó là 0 tới 2.6 joule. Tốc độ quay của nó là 0 tới 1.350 vòng trên phút ha. 1.350 thì nó sẽ có vẻ hình như nó cao hơn so với con ATC là 1.400 ha. Con 13100 ATC là 1.400 ha. Con này thì 1.350 thì tốc nó sẽ thấp hơn con ATC một chút xíu ha, nhưng mà bù lại giá nó rẻ hơn. Và đặc biệt là những anh em nào mà trước giờ là không quan tâm tới hộp đựng á thì em nghĩ nó sẽ thích cái bộ này. Hai màu ha, phiên bản màu xanh và màu xám. Và nó rất giống so với con D21 nha anh em, rất giống với con D21 MK03CN luôn. Rồi, nói chung là ngon, cũng ngon lành ha. Màu xám đợt này thì bên Deadtong họ cũng về màu xám kết hợp với cam khá là đẹp. Đó, còn cái phiên bản màu xanh đây, anh em nào mà muốn lấy cái mẫu này cũng được. Giá cũng là đều là 1.550.000, tặng kèm một cây đèn như thế này. Đó. Rồi, hàng thì hiện tại đang có sẵn ở 596 quốc lộ 13 nha anh em. Rồi, tiếp tục nè, cái con máy thổi bụi nè, con máy thổi bụi này bữa giờ anh em hỏi rất là nhiều luôn mà không có hàng, thì hôm nay thì bên hãng họ đã về hàng lại rồi nha anh em. Con này là thổi bụi TB01 ha. Anh em lưu ý là con này con thổi bụi động cơ có than ha, động cơ có than nha, nhưng mà con này nó sẽ hai chức năng, vừa thổi vừa hút. Đó, đi kèm theo thì nó sẽ có hai cái ống nối dài như thế này, một cái ống thổi lá, hai cái ống nối dài như thế này, một ống gươm gió ha. Con này thì nói chung là nó quả này nó rất là quen thuộc ha, anh em nào có fan của Deadtong thì em sẽ biết ha. Vừa thổi nè, hút ra đầu này. Rồi giá con này là 690.000, nhưng mà hôm nay thì em sẽ giảm cho anh em còn 650.000 bao ship cho anh em luôn. Lô hàng mới về 650.000 bao ship nha. Rồi tiếp tục là một cái con chiên vít nè. Con này thì bữa giờ em cũng không có lấy hàng về, nhưng mà hôm nay thì có nhiều anh em hỏi nên em cũng lấy về luôn. Đặc biệt là em có ba cây màu xám nha. Cây màu xám này hết hàng rất là lâu rồi ha, nhưng mà hiện tại là em có, em lượm về được ba cây, nhưng mà rất là là cái hộp nó màu đỏ nha anh em. Vỏ nó màu đỏ ha. Rồi con này thì giá của nó là 850.000, thì em sẽ giảm cho anh em còn lại là 790.000 nha, vẫn tặng kèm cho anh em 30 vít. Rồi ok, cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại.